viện đã luôn vượt lên những khó khăn gian khổ, không ngừng phát triển. Cùng với những công trình là chiến công được ghi nhận bằng những tấm bằng khen, huân huy chương mà Đảng và Nhà nước và nhân dân dành tặng. Cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong ngành khoa học quân sự đã thực sự bắt đầu. Đó cũng là quá trình chạy đua tri thức và là một trận đánh lớn có ý nghĩa sống còn, thách thức trí tuệ Việt Nam thêm một lần nữa. Kế thừa cái sự phát triển 50 năm của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng, trong thời gian tới, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và Nhà nước giao cho Viện. Nhiệm vụ chính của Viện vẫn là tập trung ưu tiên nghiên cứu ứng dụng phát triển khoa học công nghệ quân sự và chú trọng nghiên cứu cơ bản nhằm để tạo ra những vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của quân đội. Bên cạnh cái việc tạo ra những vũ khí trang bị kỹ thuật mới có tính năng kỹ chiến thuật tương đương và tiếp cận với sự phát triển khoa học công nghệ quân sự của thế giới, thì Viện cũng tập trung nghiên cứu phát triển những vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện của bộ đội, để đưa những vũ khí trang bị kỹ thuật cũ có những tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn, phù hợp với cái cách đánh của quân đội ta. Bên cạnh đó, Viện cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển vật tư, vật liệu phục vụ cho nền kinh tế quốc dân. Một số nghiên cứu khoa học phục vụ sức khỏe con người của Viện Vật lý Y sinh cũng đạt được những thành tựu to lớn sau hơn 20 năm thành lập và trưởng thành. Hàng trăm đề tài liên quan đến khoa học y tế đã ra đời, trong đó có các công trình khoa học công nghệ cao như công nghệ laser, đem lại hiệu quả to lớn và thiết thực. Chữa trị nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh nan y, thoát vị đĩa đệm, lồi đốt sống cổ và thắt lưng một cách nhanh chóng hiệu quả mà không gây ra các tổn hại do tác dụng phụ như các phương pháp chữa trị truyền thống. Công nghệ laser y học này còn được Viện sử dụng hiệu quả trong điều trị thẩm mỹ chỉnh hình ngoại khoa. Ngoài ra, còn có các đề tài ứng dụng thành công khác như siêu âm chẩn đoán, chấn thương chỉnh hình, vân vân. Trong vòng 5 năm trở lại đây, từ 2005 đến 2009, chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ đã đưa lại hơn 255 đề tài, trong đó có 62 đề tài cấp nhà nước, 95 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và 98 đề tài cấp sở, viện. Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng các đề tài đã được nâng cao nhằm đáp ứng hiệu quả thực tiễn chiến đấu trong điều kiện mới của quân đội. Đi đôi với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận. Cũng trong thời gian trên, Viện đã có 4 phó giáo sư, 29 tiến sĩ, 64 thạc sĩ được công nhận. Nhân lực con người bao giờ cũng là cái vốn quý nhất để thực hiện mọi nhiệm vụ. Công tác đào tạo sau đại học, đấy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Quốc phòng giao, mà đặc biệt là trong lĩnh vực cập nhật những kiến thức chuyên sâu cơ bản để Viện Khoa học Công nghệ Quân sự xứng đáng là một cơ sở đầu ngành nghiên cứu khoa học công nghệ của quân đội và mạnh của quốc gia. Và chắc chắn rằng mặt trận mới không tránh khỏi những hy sinh gian khổ, nhưng lịch sử vẫn tin tưởng với những thành tựu đã đạt được trong hơn 50 năm qua, đội ngũ chiến sĩ khoa học của Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Việt Nam hiện nay và trong tương lai sẽ tiếp nối những thành công, đẩy sự phát triển khoa học công nghệ quân sự lên nhanh chóng, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, sẵn sàng cùng với quân đội và nhân dân vượt qua thách thức mới, đưa đất nước ngày càng hùng mạnh, ngành khoa học quân sự thêm những trang hào hùng, vẻ vang, chói lọi.